Nếu mà nợ thì phải có cảm ơn cái người họ cho mình vay nợ mỗi ngày để ăn, để sống, để đi học không? Ừ, xong sau, sau này lớn lên phải trả góp chứ. <laughs> phải không? Phải, mình phải biết ơn. Đấy cho nên là tại sao những đứa trẻ mồ côi nó rất khổ. Nó rất khổ. Có khi bằng tuổi này đã phải đi bưng bê kiếm ăn rồi. Vì có vay được ai đâu. Cho phải chủ động. Cho nên những người mà được sinh ra con cha mẹ nuôi dưỡng như những bạn này là có hạnh phúc không? Ờ, cho nên mình phải thấy hạnh phúc và cảm ơn cha mẹ mỗi ngày. Vậy thì việc đầu tiên chúng ta bàn đến ý nghĩa một đời sống. Ý nghĩa một đời sống. Ngắm một tí xem. Đấy, sau khi một hồi sống xong rồi tắt thở rồi chết. Chối chặn lại. Con ơi, tiếc quá, chưa kịp ăn chơi đứa thì tiếc của con ơi còn hai đằng em bố gửi đi đón về có người thì bảo con ơi ở dưới gốc mít còn trăm lạng vàng phải tính cuối cùng ra toàn nhắc đến tiền thôi không ạ Với nhắc đến cái nợ đời thôi mà không nhắc đến hạnh phúc là thôi tạm biệt các con tao đủ rồi tao đi đây đúng không ít người chối kiểu đấy lắm toàn chối con ơi thừa cái anh em bảo ban nhau đừng chửi nhau nhé Đấy. Vậy thì cuối cùng mình muốn kết thúc cuộc đời là cái gì? Thì bây giờ chúng ta làm cái hệ tư tưởng này. Trong cuộc đời này chúng ta sinh ra Chúng ta sinh ra Trong chặng đường à, 80 năm này Đúng ra có 60 năm thế đấy Thì làm vậy cho nó tăng tuổi thọ lên Không một số bác 60 lại sợ chết mươi năm này Thì 20 năm đầu 20 năm đầu Là mình sống bằng Vay nợ Vay nợ ai ạ Cha mẹ mình Vậy thì khi mà mình có tiền Mình có tiền Thì mình trả nợ trước hay ăn chơi trước ạ <laughs> Tôi hỏi thật các ngài Nếu không phải là bố mẹ mình mà mình nợ một ai đó thì có tiền thì ăn chơi trước hay trả nợ trước trả nợ trước nhưng mà vì chủ nợ của mình dễ tính quá thậm chí ăn chơi hết tiền còn cho vay thêm tí nữa để chơi <laughs> cho nên thành ra bọn trẻ việt nam ấy là bị nuông chiều quá thành ra nó hỏng còn bọn tây là cứ 18 tuổi nó ném mẹ ra đường rồi không cho vay thêm nữa. Cái nhà hình dung không ạ? Còn ở đây là 40 tuổi mẹ vẫn dặn con ơi đi bên phải nhé. Đấy, vậy 20 năm đầu là nợ, chúng ta sống một đời sống nợ. Vậy thì nếu mà nợ thì việc đầu tiên chúng ta phải gì? Trả trả nợ mà trả nợ ai ạ? Cha cha mẹ. Thế hai con gái là giai đoạn này là đang nợ nần hay là đang là giai đoạn có tài sản? Nợ không? Hả? Ừ. Nếu mà nợ thì phải có cảm ơn cái người họ cho mình vay nợ mỗi ngày để ăn, để sống, để đi học không? Ừ, xong sau này lớn nên phải trả góp chứ. <laughs> phải không? Phải, mình phải biết ơn. Đấy cho nên là tại sao những đứa trẻ mồ côi nó rất khổ. Nó rất khổ. Có khi bằng tuổi này đã phải đi bưng bê kiếm ăn rồi, vì có vay được ai đâu. Cho phải chủ động. Cho nên những người mà được sinh ra con cha mẹ nuôi dưỡng như những bạn này là có hạnh phúc không? Ờ cho nên mình phải thấy hạnh phúc và cảm ơn cha mẹ mỗi ngày chứ. Không? Rồi, việc thứ hai là sau đó 20 năm này vui vẻ và đẻ con. <laughs> đẻ con thì nhiệm vụ thứ hai là để lại kế gì? Kế thừa. Mà chúng ta gọi là kế thừa cho kế thừa kế thừa cho con. Còn kế thừa cái gì mình bàn sau. Chắc chắn rồi. Mình đẻ nó ra mình phải để cho nó tính kế thừa. Đúng không. Chứ còn nếu mà đẻ ra mà không để tính kế thừa thì thôi mua con chó về cho nó hủy thì chỉ đẻ con làm gì. Có đúng không? Vì mình muốn đẻ con để gì? nó có tính kế thừa, còn kế thừa cái gì mình bàn sau. à, Xong việc thứ ba là vậy thì định sinh ra độc có hai mươi năm đầu nợ xong đi trả nợ xong rồi lại no để kế thừa cho con vậy thì mình sống để làm gì? Vậy thì mình có phải tìm tiếp một cái việc là ý nghĩa của gì? Ý nghĩa của chính mình, chính mình tức là mình sinh ra ở đây để làm gì? Thế thì mình sinh ra ở đây là để giải thoát thèm khát. Nếu vào một ngày đẹp trời mà cả cái vũ trụ này thế giới này chúng ta biết hết rồi, đi du lịch hết rồi, tất cả mọi thứ chúng ta khám phá rồi, không còn cái gì chúng ta lạ gì nữa. Tôi hỏi lần sau sinh ra có muốn tái sinh ở đây nữa không thôi thì mà tao chán lắm rồi chúng mày trời tiếp thì chỉ còn chỗ đấy tao lạ gì nữa cả nhà hiểu không vậy nhưng nếu như mình đến một cái chỗ nào đấy mà mình khám phá chưa có hết thì có quay lại không rất muốn quay lại thế thì cho nên là nguyên tắc cái gì mà mình đã khám phá xong thì mình gì thường con người có xu thế là gì buông các ngài có để ý cái này không ạ Đầu tiên rất thích ở cái biệt thự Nhưng mà ở biệt thự một hồi thấy mẹ, nó rộng người chưa lau chùi dọn dẹp cây cối nhiều nó nhọc Tôi ngày xưa tôi cũng vậy rất thích một cái nhà vườn Mẹ tiên sư nó mình cũng cẩn thận Mình về Nam Định mình hồi Covid Mình phải ở thử trước Mình thuê cái nhà vườn rộng mênh mông Mấy cái nhà gỗ Tiên sư nói, tối nó nắm mũi nó bày như trực thẳng mà thôi 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 Siêu thoát Vậy là siêu thoát không bao giờ nghĩ đến nhà vườn nữa Siêu thoát luôn. Còn ngày xưa, rất mê mẩn nhà vườn. Đi đâu thấy cái nhà vườn nào vào, ngắm, rồi nghiên cứu, rồi nhà gỗ ra làm sao, rồi trồng cây gì. Mẹ vào thuê ở đúng 3 tháng, trả chủ nhà, bỏ cả giày tập thể dục đấy về. lắm <laughs> mũi nghe chưa? Đấy. Cho nên là vốn dĩ con người ta phải trải nghiệm nó mới được gì? Nó mới được giải thoát. Vậy tóm lại, chúng ta đến cái thế giới này, là để khám phá gì? khám phá và và trải gì, trải nghiệm để giải gì, giải thoát đấy nhiệm vụ nó có vậy thôi. Nhưng nếu mình mà khám phá nhưng mà mình nợ nần không trả được thì giải thoát làm sao được? Không? Nếu mà mình gì ạ, đẻ con ra mà vất chúng nó nêu lỏng, không. Có khổ sở thì giải thoát làm sao được? có cha mẹ nào nhìn thấy nhìn có cha mẹ nào nhìn thấy con khổ sở đói khát mà cha mẹ đi trải nghiệm giải thoát đâu có cha mẹ nào có ông con nào mà nhìn thấy bố mẹ mình nghèo đói đi xin ăn mà mình giàu có mình lấy tiền mình đi du lịch để giải thoát không thế được vậy cho nên hai cái việc rất là cần là trả nợ và kế thừa liên hệ ngay học viện CEO miền Nam hotline 0842 42 44 website cohcm edu vn